大家好，bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 22 tương với phần tiếp theo của bài 7 quyển 1. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói mấy cái này, nguyên văn là này, vài. 这些 这些 这 这 这 这 xia xia chưa xia chạy xia. Tương tự hãy thử nói mấy cái kia. Nà xia nầy xia. Mấy quyển sách này, nguyên văn là này vài sách. Chưa xia su chê xia su. Hãy chú ý từ một vài, xia đi với danh từ không cần thêm lượng từ nữa.